Xin chào các bạn, chào bạn quay trở lại kênh thuật máy tính. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là mở cái chế độ của nhà phát triển, mở để gỡ lỗi USB đó. Các bạn đang tìm cái bước này thì các bạn xem video này nhé. Ở VOS 3.0 nhé, ở đây máy tôi áp dụng là máy VMaster. Ta sẽ vào cài đặt này, ta sẽ kéo xuống dưới, ta sẽ vào phần giới thiệu điện thoại. Chúng ta sẽ vào phần thông tin phần mềm. Ta sẽ gõ vào số bản dựng. Cái này này, gõ vào đây, dòng này 7 lần, gõ 7 lần nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, bạn đã là nhà phát triển. Bây giờ ta quay lại. Chúng ta sẽ vào hệ thống. Ta sẽ có cái mục tùy chọn nhà phát triển. Nếu mà các bạn không bấm vào đấy 7 lần sẽ không có cái dòng này nhé. Bấm vào đấy. Ở đây ta sẽ kéo xuống. Đây, nó sẽ mở gỡ lỗi USB đây. Ok, như vậy là xong. Nó mở được nhé. Đó, còn cách này thì các bạn tắt hoặc bật thôi, các bạn tắt. Rồi, rất đơn giản và nhanh vậy thôi. Rồi, nếu các bạn đang tìm thắc mắc thì có gì thắc mắc mình cũng giúp luôn nhé. Video mình xin tạm dừng đây. Các bạn nhớ like, chia sẻ, video đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.